Hầu hết các chùa Việt Nam trên đất Mỹ, bão lụt đã qua, nước đã rút. Chùa Quang Đức, một ngôi chùa nhỏ, thầy trụ trì đã cố gắng tổ chức đại lễ Vu Lan cho Phật tử trong vùng đến tham dự ngày hoài niệm công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời nồng đậm không phủ kín công cha. Hai câu thơ đó luôn nhắc nhở chúng ta, luôn nhớ đến công ơn cha mẹ không có gì so sánh được. Chùa Quang Đức rộng 5 mẫu Tây, lúc trước là chuồng ngựa được thầy Thông Đức mua lại, trải qua nhiều khó khăn vất vả, cùng với sự yểm trợ của Phật tử, đã dần dần trở thành ngôi chùa theo truyền thống của người Việt Nam. Chùa có nhiều cây cổ thụ rải rác trong khuôn viên, chùa bây giờ vẫn còn thiếu thốn và nghèo nàn về mọi điều. Đã 5 năm qua, đến ngày đại lễ Vu Lan là mưa, mưa như trút nước, Phật tử đi lại khó khăn, vì thế có ít người đã đến. Chùa đã nghèo lại càng nghèo hơn. Tuy vậy, ngày nào có lễ, chùa Quang Đức vẫn thiết đãi cơm chay cho các Phật tử đến tham dự. Mỗi tuần lại có lớp dạy tiếng Việt cho con em người Việt. Phật tử sống tại Hoa Kỳ, ai ai cũng lao vào cuộc sống, cực nhọc, rất ít thời gian nghỉ ngơi. Việc đến chùa là cả sự cố gắng đầy thiện chí. Kính chào đài Việt Khoai TV, đại diện cho ban nhà bếp của chùa Quang Đức. Tới đây từ 9 giờ sáng, chúng tôi chuẩn bị cũng được 2 tuần lễ nay lo cái thức ăn cho bà con tới đây để mà giữ lễ Vu Lan này. Thức ăn thì gồm có chè, bánh hỏi heo quay, gỏi, bún bò Huế, bánh xèo, bột chiên, chả giò, bánh tiêu, và bánh chuối và có nhiều món nữa. Và đại diện Kiều Quang Đức, Đức Nghiêm xin chúc bà con được một mùa lễ Vu Lan được an lạc và rất là vui. Vì đang có thương ngày bao yêu sâu, xin cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên, luôn bên con khuyên răn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi, yêu cho con bao la biết mấy. Những đêm mà con trong tay khóc ướt vai con, mẹ con biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu, mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho ta muôn con mẹ yêu, dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Người suốt đời là mẹ yêu, mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi. Ơi mẹ yêu. Kính thưa quý đồng hương Phật tử cũng như là đại Việt Phây, Vu Lan là một truyền thống văn hóa đẹp của Phật giáo nói riêng và ngày nay trở thành một nếp sống văn hóa đẹp của người Việt Nam nói chung. Bởi vì Vu Lan là ngày của những người con nghĩ tưởng tới hai đấng sanh thành là cha và mẹ. Có lẽ là bao nhiêu bút mực, bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu hình ảnh đẹp cũng không diễn tả hết được tình cha nghĩa mẹ. Và ai trong chúng ta trong cuộc đời này cũng có cha có mẹ, cũng mang cái ơn nặng ơn lớn trong cuộc đời. Mà nói theo như Đức Phật thì khó khi nào chúng ta đền đáp được. Dù cho chúng ta gặp hoàn cảnh đói khát, róc da xẻ thịt, dâng hết thân này cho cha mẹ, chúng ta cũng không đền đáp được. Cho nên Vu Lan là một ngày có cái tích của ngày Mục Kiền Liên, mà có cái ngày Vu Lan tới ngày hôm nay là để cho chúng ta có cơ hội nghĩ tưởng tới đấng sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mà trong mùa Vu Lan, người con Phật về chùa tụng kinh niệm Phật làm lễ. Hay nói một cách khác đi, là cả một mùa Vu Lan chứ không phải một ngày Vu Lan, suốt một tháng 7 này. Cho nên cơ hội cho những người con, nếu như cha mẹ mình may mắn
còn, thì có cơ hội cho chúng ta nghĩ tưởng về đã làm gì để báo ơn, đã làm gì cho cha mẹ mình. Còn nếu như cha mẹ mình qua đời, thì đây là mùa cầu siêu, mùa xá tội vong nhân, mùa cầu cho tất cả những sinh linh, những cô hồn, những sinh linh vất vưởng chưa được siêu thoát trong tháng 7 này, nhờ cái ân đức đó mà được siêu thoát. Và đây là cái mùa cũng rất là đẹp trong tinh thần của người Công Phật, đó là mùa chư Phật hoan hỷ, mùa chư Tăng tự tứ, mùa của chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ, giới đức thanh tịnh, thật sự thanh tịnh đó dâng lên cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cho ông bà, cho những người quá vãng trong mùa vô lan này. Cho nên nói tóm lại, nói về ân cha, nói về nghĩa mẹ thì không bao giờ cùng. Chỉ xin nói một đôi điều gợi nhớ nhắc lại mùa Vu Lan. Thì hôm nay chùa Quang Đức long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan. Như quý vị đồng hương Phật tử cũng biết, trời nắng mát rất là đẹp. Hàng năm chắc cũng không lạ gì với những người con Phật tại thành phố Houston nói riêng và các nơi nói chung, cứ nhắc tới chùa Quang Đức khi tổ chức đại lễ, từ Phật đản tới Vu Lan đều mưa dầm mưa về. Cho nên cơn bão đã đi qua, để lại bao nhiêu mất mát cho cộng đồng của những người Houston nói riêng và những vùng lân cận nói chung. Vẫn còn để lại những di tích rất là nặng nề, những thảm họa của cơn bão để lại. Thì cũng nhân mùa này, nhân hôm nay, chúng tôi suốt một tuần từ ngày cơn bão tới giờ 2 tuần qua, ngày nào cũng cầu nguyện cho những nạn nhân đã tử nạn trong cơn bão và cầu nguyện cho những người không may phải ở những shelter, phải di tản, chưa có cơ hội về nhà, sớm hồi lực. Cầu nguyện cho tất cả những người như vậy sớm được hồi phục lại một đời sống bình thường và mong rằng ai cũng có mạnh mẽ, tự tin để vượt sóng gió này. Và nhân mùa Vu Lan cũng xin thay mặt cho chùa kính chúc quý đồng hương Phật tử một mùa Vu Lan vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, và mong rằng ai ai cũng có tâm hiếu, ai ai cũng thực hành được hạnh hiếu và ai ai cũng thành tựu được đạo hiếu. Đó là cách đẹp nhất để chúng ta đền ơn cha mẹ trong mùa Vu Lan này. Thì lời cuối cùng nữa thì kính chúc đặt quý đài cũng như kính chúc tất cả quý đồng hương luôn được mạnh khỏe, bình an, vượt qua được cái nỗi đau mất mát trong cơn bão vừa qua, và cầu chúc mọi sự an lạc tốt lành đến mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã tảo tần khuya sớm vì con. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời. Còng mắt kém tay run, cha gánh trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau, công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nấng đời con. Yeah.
đời. Nay là ngày lễ Vu Lan thì bây giờ thì ba mẹ tôi cũng đã mất hết rồi, thì nếu mà ba mẹ còn sống thì tôi cũng dẫn ba mẹ tới chùa để tự hả cúng chùa để tạo lấy công đức. Nhưng mà bây giờ ba mẹ đã chết hết rồi thì bây giờ tôi tới chùa để cầu nguyện cho ba mẹ cho được vãng sanh, và với hơn nữa là làm một chút ít công quả để giúp cho chùa, để hả mà cái đó là cái công đức của mình, để là nhớ tưởng tới ngày hả Vu Lan, nhớ tưởng tới cha mẹ. Khi cha mẹ mà mất đi rồi thì mình cứ từ con là mình phận làm con, mình phải hiếu thảo, mình phải là lo mà phụng dưỡng, lo đi tới chùa đặng cúng kiến cho ba mẹ, cho ba mẹ được hả siêu sanh. Dạ, có lẽ là sau cái buổi lễ Vu Lan này thì trong vài tuần tới thì thầy chủ trì sẽ cho công ty xây cất, tiến hành xây cất cái foundation về water system, retention pond and parking lot. And sau đó thì chúng tôi đang đặt cái dàn phem, khi nào có dàn phem về thì tiến hành cái giai đoạn thứ hai. Đại lễ Vu Lan là nhịp cầu yêu thương được truyền thông từ quá khứ, hiện tại và tương lai, nhắc nhở bổn phận làm con phải biết đền đáp ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ. Noi gương Đức Mục Kiền Liên cúng dường cầu nguyện cho cha mẹ sống lâu thêm phước, ông bà mất được siêu sanh tịnh độ. Chúng ta là những người Việt sống nơi đất khách quê người, phải là những người con hiếu thảo với cha mẹ, với dòng giống đặc hồng với hồn thiên sông núi. Thống hội Vu Lan là một đại lễ của Phật giáo, của văn hóa dân tộc và cũng là nhịp cầu thiêng liêng nối liền tâm linh và đạo đức trong cuộc sống của mỗi con người. Chương trình buổi lễ hàng năm bao gồm tụng kinh Vu Lan Bồn, lễ gắn hoa hồng, tụng kinh báo ân cha mẹ, cơm chay và văn nghệ.